Niên đại địa chất và lịch sử hình thành sự sống của trái đất, phần 2. Liên đại hiển sinh Phanerozoic. Trong thời kỳ này, các lục địa trôi dạt lại gần nhau, sau đó tập hợp lại thành một khối đất duy nhất có tên gọi là Pangaea, để rồi sau đó lại chia cắt ra thành các châu lục như ngày nay. Liên đại hiển sinh được chia thành 3 thời kỳ bao gồm đại cổ sinh, đại trung sinh và đại tân sinh. Bắt đầu là đại cổ sinh từ 541 đến 252 triệu năm, gồm có 6 kỳ chính. Kỳ đầu tiên là kỳ Cambrian 541 đến 485 triệu năm. Đây là khoảng thời gian bùng nổ của sự phát triển sinh vật kéo dài khoảng hơn 30 triệu năm, gọi là thời kỳ bùng nổ Cambri. Ở dưới biển, các loại động vật phức tạp hơn xuất hiện, điển hình nhất là bọ ba thùy và các họ hàng của nó. Ngoài ra đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của động vật săn mồi, những loài trực tiếp tấn công loài khác làm thức ăn. Cùng với đó, sự nóng lên toàn cầu cực đoan dẫn đến mực nước biển dâng cao đều đặn. 2. Kỷ Ordovician 485 đến 443 triệu năm trước. Mực nước biển cao nhất từng được ghi nhận, đại dương xâm chiếm toàn bộ phần phía bắc của trái đất và sự phát triển sinh vật tập trung ở lục địa phía nam là Gondwana. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của các sinh vật thân mềm và đặc biệt là sự bùng nổ của loài cá. Các loài cá đầu tiên xuất hiện và sau đó chúng đã thống trị đại dương suốt từ thời kỳ này tới kỷ Sĩ Lua và Devon. Sau đó, băng hà nhanh chóng bắt đầu và kỷ Ordovician được kết thúc với một sự kiện tuyệt chủng lớn. 3. Kỷ Silurian 443 đến 419 triệu năm trước. Động vật thuộc lớp nhện xuất hiện. Ngày nay nhóm này bao gồm nhện, bọ cạp đều sống trên cạn. Tuy nhiên, tổ tiên của chúng lại bắt đầu từ biển. Bọ cạp là loài cổ nhất trong nhóm này, có mặt cách đây khoảng 430 triệu năm. Vào thời này, kích thước của chúng cũng rất lớn. Người ta đã phát hiện hóa thạch của một loài bọ cạp biển dài đến 2,5 mét. Bên cạnh đó là sự tiến hóa của loài cá có xương đầu tiên. Cây cối thì bắt đầu đâm rễ trên mặt đất để chuyển từ môi trường nước lên sinh sống trên cạn. Trong thời kỳ này, nấm khổng lồ là loài thống trị hệ sinh thái trên cạn. 4. Kỷ Devonian 419 đến 358 triệu năm trước. Kỷ nguyên của cá và rừng. Một loài cá tên là Tetrapods đã bắt đầu trồi lên mặt đất và sau hàng triệu năm chúng đã tiến hóa thành các động vật đầu tiên trên cạn. Tiếp theo chúng là loài ít phái Ortega. Ngoài ra, đây cũng là thời kỳ phát triển của các loài côn trùng khá giống ngày nay như những con chuồn chuồn hay các loài chân đốt nhưng có kích thước lớn hơn rất nhiều. Không chỉ thế, các loài thực vật cũng phát triển với kích thước khổng lồ, cao tới hàng chục mét. Ở dưới nước, các dạng san hô cũng phát triển mạnh vào thời gian này và biến mất gần như hoàn toàn sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Devon. 5. Kỷ Carbon 358 đến 299 triệu năm. Biến đổi khí hậu dẫn đến sự sụp đổ của rừng nhiệt đới. Các mỏ than đá dần hình thành từ những thân gỗ mục ở những khu rừng đầm lầy tươi tốt xung xuê tại các vùng duyên hải. Quan trọng nhất, đây là thời kỳ động vật bắt đầu đẻ trứng trên mặt đất. Trước đó, các loài động vật vẫn có thói quen đẻ trứng dưới nước do con non trong trứng cần có đủ độ ẩm mới có thể tồn tại tới khi chào đời. Hai loài đầu tiên của thế hệ bò sát sau này là Hylonomus và Pheliophryris. Các cây lớn chết đi tạo thành than đá, sau đó một thế hệ thực vật mới cũng không kém phần to lớn xuất hiện thay thế, đó là những cụm rêu cao tới 30 mét, những cây cỏ đuôi ngựa và dương xỉ cao trên 15 mét. 6. Kỷ Permian 299 đến 252 triệu năm trước. Động vật lớp bò sát phát triển thịnh vượng nhờ vào môi trường sống của đại lục địa lúc bấy giờ khá thân thiện và phù hợp với chúng. Thích nghi với khí hậu khô nóng, chúng phát triển cả về số lượng lẫn kích thước. Một số loài bò sát tiến hóa thành các giai đoạn đầu của động vật có vú, chẳng hạn như loài Therapsis đã tiến hóa từ loài Dimetrodon. Nó là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ của thời kỳ này. Tuy nhiên, đợt tuyệt chủng hàng loạt lớn chưa từng thấy trong lịch sử trái đất dẫn đến khoảng 95% sinh vật biển và 70% động vật sống trên cạn chủ yếu là bò sát bị xóa sổ. Nguyên nhân chính là do khí hậu thay đổi đột ngột và liên tục, trái đất liên tục nóng lên rồi lại lạnh đột ngột làm cho hầu hết sinh vật không thể thích ứng kịp. Ngoài ra đây cũng là thời kỳ mà mực nước biển giảm mạnh. Vừa rồi là các giai đoạn của thời kỳ đại cổ sinh. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.